Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình về được có 3 cái sản phẩm này thôi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến anh em. Anh em đúng chân sản phẩm nào thì liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng. Mình luôn cam kết mang đến cho anh em những sản phẩm hay, zin, xịn, đẹp để gửi tới anh em. Tất cả các sản phẩm mình đã bán ra là phải hoạt động hoàn hảo hết mới gửi tới anh em nhé. Nếu mà không hoạt động hoàn hảo là mình không bán cho anh em đâu. Mình hứa và cam kết như vậy. Mình luôn làm nghề bằng cái tâm huyết của mình. Tất cả anh em bỏ đồng tiền ra là phải xứng đáng. Bây giờ có những sản phẩm nào thì mình sẽ vào cắt trực tiếp, mở trực tiếp để giới thiệu đến anh em. Anh em đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, động viên mình làm những clip hay để gửi tới anh em. Không mua của mình cũng được, nhưng mà anh em sẽ tham khảo anh em nhé. Đây là mình giới thiệu hàng về thôi, còn những clip sau mình sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để gửi tới anh em và có những bản test. Trước tiên là anh em nhìn thấy là một con âm ly. Đây là mình giới thiệu hàng về trực tiếp, bắt bóc trực tiếp để anh em xem những cái sản phẩm của mình nó zin xịn đẹp như nào thôi nhé anh em nhé. Tất cả hàng mình là hàng tuyển chọn hết anh em ạ. Cực kỳ là đẹp. Có cái model này anh em này, Jaguar PA203A. Con này nó đánh 4 con sò JK anh em nhé. Tiếng cực hay. Trước mình có hai chiếc thì anh em lấy hết rồi. Tiếp theo là một sản phẩm nữa anh em này. Đây là một con đài cassette anh em nhé. Con này mình về cũng trong tình trạng rất đẹp, mà nó là dòng cổ anh em ạ. Con này nó tiếng của nó hay lắm. Giá thành của nó thì cũng vài triệu thôi anh em ạ. Nhưng mà nó cho lại một chất âm hay. Nếu mà con này mà vào con QT bây giờ thì nó phải, hàng đẹp của nó là phải rơi vào tầm 20 ấy anh em ạ. QT88 ấy. Nhưng mà con này nó cũng như là con QT88. Cái cấu hình của nó như thế anh em nhé. Anh em xem này. Aiva, hay anh em gọi là Aiwa cũng được. Model của nó đây là anh em này, CAV3. Anh em nhìn tất cả các tình trạng hàng hóa của mình này, về cực đẹp anh em ạ. Này, các cái mạ chrome của nó là anh em này, nó hai cửa đĩa luôn anh em nhé. Tiếp theo một sản phẩm nữa anh em ơi, hôm nay mình về được hai con đài cassette và một con âm ly Jaguar karaoke, vừa hát vừa nghe nhạc anh em nhé. Hôm nay mình chỉ giới thiệu cho anh em là hàng về thôi. Tất cả nó nguyên bản nó như nào là mình giới thiệu cho anh em. Anh em này, Soli có model là CF1980 anh em nhé. Soli CF1980, có nghĩa là anh em gọi là Molo 1980 đấy anh em ạ. Và con này là con đài Aiwa V3 anh em nhé. Và một con âm ly Jaguar 203A anh em ạ. Anh em yêu sản phẩm nào thì điện cho Hà Audio Hải Phòng. Mình luôn có cái giá cực tốt để giải nhiệt cho anh em. Anh em xem kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.